Xin chào các bác nhé. Đấy, hôm nay em lên sóng lại cái con đẩy Yamaha này. Đấy, cái con này là hôm nọ có một anh trai anh ấy cũng chốt rồi. Anh ấy cũng chuyển cọc cho em rồi, cọc cho em 300 nghìn rồi. Đấy, nhưng mà cách đây mấy hôm thì em liên lạc không được. Thì hôm qua anh ấy gọi lại cho em. Anh ấy bảo là giờ anh lại đang phải cách ly. Đấy, thế nên là anh ấy bảo là gửi lại em luôn cái tiền cọc. Đấy, coi như giờ không nhận được hàng thì coi như là gửi em lại cái tiền cọc. Đấy, thì em cũng bảo là thôi nếu mà anh cách ly không không nhận được thì thôi đấy, để em đăng lên em bán con này, còn cái tiền cọc đấy em vẫn giữ lại cho anh. Khi nào mà anh sang năm hay là như nào mà anh muốn mua mặt hàng gì bên em thì em sẽ trừ cái tiền đấy đi cho anh em đấy. Thế là hai anh em cũng rất là vui vẻ thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy, hôm nay em đăng lại con này nha các bác nhé, em đăng lại con này lên cho anh em xem. Đấy, con này là con đẩy Yamaha nhưng mà nó không phải là chính hãng của Yamaha đấy. Có nghĩa là bên Trung Quốc người ta làm nhái lại cái mặt trước cho giống Yamaha thôi. Đấy, thực chất của nó thì vẫn là đẩy bãi của Trung Quốc thôi ạ. Con này rất là khỏe nha các bác nhé. Công suất của nó là 650W một kênh. Đấy, chạy tổng là 28 sò. Và có cả bù áp. Nếu mà tính cả sò bù áp nữa là sẽ là 32 sò. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Con này nếu mà những cửa hàng khác ấy, anh em có thể là báo lên đến 700 đến 750. 750W một kênh thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà con này em đo công suất thật chuẩn của nó ấy, là chỉ là 650W một kênh thôi. 650W một kênh có bù áp nên là cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đánh căng đét là một đôi full 40 không có vấn đề gì cả. Con này em cũng làm clip kết nhạc qua rồi này. Nội thất bên trong thì còn khá là ok, rất là sạch sẽ. Sạch sẽ từng con sò luôn này. Nhìn rất là đẹp nha các bác nhé. Đó. Con này em vẫn bán với giá là 3 triệu đồng nha các bác nhé. 3 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, cái con này nó cũng hơi nặng nên là cái tiền phí vận chuyển của nó là dao động từ khoảng tầm 150 ngàn đến 170 ngàn tùy từng khu vực xa gần nha các bác. To, khỏe, mỗi tội hơi nặng một tí thôi. Đấy, giá là 3 triệu đồng nha các bác nhé. Anh em nào mà kết con này thì alo cho em qua số điện thoại 0868 893 777 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo ạ.